Ngân xin mến chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Xà Lan Ngân ngày hôm qua Ngân nhận hàng ở ngoài Phú Mỹ á, thì chạy suốt một đêm ngày hôm qua, thì hôm nay Xà Lan Ngân đã về tới cầu Rạch Miễu. Cầu Rạch Miễu này được bắt ngang con sông Tiền. Ông thì chở. Cầu Rạch Miễu này thì được bắt ngang con sông Tiền nối bởi thành phố Mỹ Tho và thành phố Bến Tre. Hôm nay thì cái con nước này nó vẫn còn lớn cho nên là Xà Lan Ngân sẽ đi tiếp luôn. Bình thường khi mà Xà Lan đi ra con nước này thì Xà Lan Ngân hay đậu ngay chỗ mé bên kia sông của cảng Mỹ Tho, đậu ở đó chờ con nước lớn thì Xà Lan mình mới đi nữa. Nhưng mà kỳ này thì nước còn lớn cho nên là chút xíu nữa thì cha mẹ Ngân sẽ lên cặp với lại cái chiếc xà lan của cô ba ngay chỗ gần cảng Mỹ Tho á, cặp ngay chỗ đó để cho em của Ngân về nhà, rồi cha với mẹ Ngân đi lên bờ ký một số giấy tờ rồi xà lan mình sẽ đi tiếp luôn chứ không có đậu lại. Về ký bả giấy tờ của ngân hàng á. Bây giờ dịch bệnh á, mình đâu có đi lên trên bờ đâu, phải nhờ người nhà đem xuống với mấy, đem xuống mấy sông rồi đi vô ký tên. Cảm ơn, đâu biết bơi đâu. Bây giờ đi vô trong cảng cũng khó khăn lắm, mình phải nhờ người quen xin giùm á.
phải có giấy test nữa người ta mới cho lên bờ, chứ không có giấy test Covid không cho. Em của Ngân thì đi về nhà, còn cha mẹ Ngân không có lên bờ. Kỳ này thì xà lan Ngân chở có 900 tấn rất là nổi luôn, cho nên là kỳ này thì cha Ngân sẽ đi đường tắt của Ngũ Hiệp. Đi đường tắt Ngũ Hiệp, cái đường này mình quẹo vô là mình sẽ quẹo vào trong đất vườn nhà của bác Hai, cái chỗ mà xà lan Ngân hay đậu á. Bình thường thẩm thì mình không dám đi, mình nghe nói trong đây có cây cầu hẹp lắm. À biết sao, có chiếc xà lan thẩm chiếc đó thì đi cùng tuyến với Ngân luôn, chiếc đó cũng chiếc đó chở 1.100, chiếc Ngân thì chở 900. Đây là những cái bao này là những cái bao bắp á, bao bắp bị dơ mình quét ở trên cầu cảng á, với lại những bao bắp mà còn sót lại với hầm hàng mình, bởi cái bụi nhiều dơ á, cái này thì mình chút nữa mình sẽ cho bên cho nhà bác Hai á về chảnh cho gà ăn. Có rất là nhiều cô chú anh chị hỏi nhà cha Ngân có mấy chiếc xà lan. Thì đây cái chiếc 900 tấn này là chiếc thứ ba nha. Chiếc này chiếc nhỏ nè. Xà lan này thì là xà lan nhà luôn, cho nên là mình cặp được. Mình có 3 chiếc, chiếc 2.400, chiếc 1.600, chiếc này là chiếc 900. Cặp vào trong đây chút xíu rồi gửi đồ xong thì mình sẽ đi liền. Đó, đây là ở phía trên nhà của bác Hai nè. Alo, bác Tư, bác Tư. Bước ra lấy đồ một con cái bác Tư. Dạ, dạ, đi liền. Dạ, dạ. Ở dưới xà lan cũng phải bịt khẩu trang nữa. Cặp vô xà lan khác là phải bịt khẩu trang. Đây là bác Tư. Bác Hai giống vậy mẹ. Bác Hai đi ra cầu kìa. Cặp vô đây có lộc ăn cả nhà ơi. Chú dông quá mẹ.
nóng cháy nha. Trời ơi, tiếc giờ tiếc gì đâu, chưa phải mà chưa phải chạy lên luôn được rồi. Hả? Chưa chạy lên giờ bước với bác Tư rồi. Rồi chưa phải chạy lên luôn được rồi. Sơn nước sơn nó ở bên đó là giờ nó sơn gì ta, mua thứ em mẹ nó tê là sơn mẹ luôn cho rồi đi. Dạ, hồi sơn khách làm sáng sáng á. Dạ, sáng sáng. Để Ngân đi qua bên kia. Đi qua tiếp bao nhiêu hả? Để Ngân đi qua bên kia, Ngân quay cái chiếc xà lan 900 cho mọi người xem nha. Đây là chiếc xà lan 900 Tiền Giang 15879. Bữa giờ bác Tư đang trà sơn xà lan. Sơn bon rồi xong hết rồi, còn mấy cái nóc hầm à. Chị Linh với bác Hai á đang chuẩn bị cẩu cái bịch, cái túi này là túi sầu riêng. Về nhà có bác có lọc ăn nè. Bịch sầu riêng luôn. Bây giờ mình sẽ rời bến đi thôi cả nhà ơi. À cái giờ cái dùng nha. Cái thôi giờ nó nằm chờ cho nào nó dựng á. Dạ. Còn cái tình huống bây giờ đó là nó vừa đổ vừa xích. Dạ. Tình huống là có anh nói nha. Chiếc của bác Tư á, bác Tư chở gạo. Nó cho cho mình ăn luôn đó. Nó ngày nó cũng trả tiền được một ổn. Có gì cái gạo hả? Không, cái gạo nó đòi 600 thì mình lấy lại mình ăn cũng được. Thì gọi uổng ha. Lấy cái mũi ra luôn lên đây. Dạ. Nó uổng quá. Mày biết bữa lấy mẹ nó chục bao rồi ha. Vô luôn á. Tắt với chanh. Ừ. Này bạc hà. Trước này là chú giờ tự. Này tươi không con? Dạ. Chắc tươi quá. Tươi à. Tươi là cũ. Ta thấy là như cái bây giờ con dạt ra cái con làm giấm đường con tụng nó luôn á. Có nãy chú cao với lại thêm trong đây có nãy chú ngự nữa nè, chú này chín vậy á mình luộc ăn ngon lắm luôn. Đây đây ở cái này bữa nha nè, mẹ con hai con tư cho đó ba chứ bữa con keo ấy gây giấc ở thơ chơi cái đi khó. Dạ, keo kia. Cả nhà ơi, bây giờ thì cha Ngân đang quay cái neo lên. Cái neo bây giờ nó nằm ở dưới mặt nước á, cho nên là xà lan mình chạy thì nó sẽ bị cản nha.
mỗi lần mà xà lan lưu thông như thế này mà xà lan thẳm á, thì mình sẽ quay cái neo cho nó nằm sát ở trên, nó không có đụng nước. Nó đụng nước như thế này là nó bị cản nước, mình chạy thì nó sẽ không có, nó bị mất trớn á. Cha Ngân đang kéo lên. Bây giờ thì cha đang kéo cái neo này bằng hệ thống thủy lực. Xà lan Ngân quay neo thì mình quay tới hai hệ thống lần, một hệ thống bằng máy hông đa và một hệ thống bằng thủy lực. Đó, bây giờ nó đã lên khỏi mặt nước rồi đó. Tùy theo mức độ mà xà lan mình thẩm nổi như thế nào thì mình sẽ kéo cao lên. Mình sẽ gom trái cây ra làm sao. Người nào đi rồi sắp nha. Ai đợi sao sắp bớt nha. Ồ nãy mình thấy cái hai nãy chút cây ngự luôn mà nè. Dạ kính ra làm sao à. Sầu riêng bao ngon. Ui hai trái này cũng nặng dữ. Không được. Rớt xong cái chết luôn. Thách trái thôi. Đây sầu riêng bao ngon cả nhà ơi, nhìn nó xấu xí vậy thôi chứ ở trong nó ngon dữ lắm luôn á. Mẹ Ngân thì xách hai nải chuối đi ăn trước rồi kìa. Ghé nhà bác Hai á, mà tại vì lần này ghé gấp á, nhanh á, cho nên là được một ít trái cây. Chứ mà ghé lâu á là dừa chuối nhiều dữ lắm luôn. Nhà của bác Hai trồng á, có thời gian thì lên hái mới được. Bây giờ hai mẹ con Ngân sẽ đi đằng sau nấu cơm. Bây giờ thì trời đã chiều, mặt trời đã lặn, nhưng mà xà lan Ngân thì vẫn lưu thông ở trên sông. Hôm nay thì đại gia đình xà lan Kim Ngân xin tạm dừng video tại đây nha. Hẹn gặp tất cả cô chú anh chị vào những video tiếp theo. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.